Nhật Kim Anh bị co rút phải nhập viện. Nhật Kim Anh khiến khán giả lo lắng vì phải nhập viện do sức khỏe kém ổn định co rút. Mới đây, những hình ảnh của ca sĩ Nhật Kim Anh phải truyền nước trong bệnh viện khiến nhiều người lo lắng. Nữ ca sĩ nằm viện với gương mặt mệt mỏi, đuối sức. Trước đó, trên trang cá nhân, cô đã có những lời tâm sự về tình trạng của mình. Giọng ca của Lâu Đài Cát kể, trước khi bước lên máy bay, trong người tôi đang rất mệt vì cảm sốt. Nhưng cô không để ý lắm. Nhưng khi lên máy bay ngồi được khoảng gần một tiếng, cô bắt đầu muốn lả đi nhưng cố nằm nhắm mắt ngủ. Được khoảng 5 phút thì bắt đầu thấy lạnh. Nữ ca sĩ đã xin tiếp viên thêm một chiếc chăn nữa để đắp cho ấm. Lúc này, máy bay đã đến độ cao an toàn. Cô bắt đầu run và bao tử tôi như có ai đó cào xé rồi sát muối vào, đầu không thể chịu nổi. Lúc này tôi bắt đầu say sẩm, mắt tôi mờ dần, người bắt đầu lạ xuống, không hiểu sao tay và chân tôi bị co rút lại, không tài nào duỗi ra được. Miệng tôi cứng lại, tôi chỉ có thể gượng lên nói được chữ học. Lúc đó tôi lờ mờ thấy cô tiếp viên chạy hỏi, "Are you okay?" Tôi chỉ biết lắc đầu và gục xuống. Tôi không thể nào thở nổi, cô tiếp viên lay và gọi tôi. Trong lúc mê man, tôi nghe mọi người xì xào, nháo nhào tới tôi. Lúc này có một chị tiếp viên người Việt chạy lại rờ người tôi và gọi tôi tỉnh lại. Tôi ráng lắm mới nói được chữ bác sĩ, rồi không còn biết gì nữa. Chị cảm thấy tay chân co rút lại như người bị tai biến. Nhật Kim Anh viết. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau khi được mọi người giúp đỡ, khi tỉnh dậy cô đã khóc và đọc kinh liên tục vì tay chân mình bị co quắp, không duỗi được các ngón chân tay. Bác sĩ cho biết cô bị suy nhược, huyết áp bị tụt quá thấp. Cộng thêm đau bao tử và uống thuốc cảm lạnh làm ảnh hưởng đến bao tử. Ngay sau khi xuống máy bay, cô đã được đưa vào bệnh viện và phải hủy một show diễn trong ngày. Cách đây vài giờ, một người quen của Nhật Kim Anh chia sẻ, nữ ca sĩ sốt cao 40 độ, tình trạng sức khỏe chưa ổn định nhưng vẫn xin ra viện để đi diễn phục vụ khán giả. Cộng đồng mạng đã gửi những lời chúc sức khỏe tới giọng ca Lâu Đài Cát và ngưỡng mộ cô bởi tinh thần nghệ thuật.